là Linh, nhân viên phụ trách kinh doanh máy CNC của công ty Đông Phương Hà Nội. Hiện tại em đang đứng cạnh chiếc máy 22256 đầu đang chuẩn bị bàn giao về Ninh Bình. Khách hàng hôm nay là anh Lương Văn Hưng tại Kim Sơn, Ninh Bình. Gia đình anh Hưng có xưởng mộc rộng 10.000 m², chuyên gia công các sản phẩm nội thất gỗ mỹ nghệ. Đầu giờ sáng, kỹ thuật Đông Phương đã kiểm tra và đóng gói máy lại một lần nữa kỹ càng, nhanh chóng sắp xếp xe cẩu máy đi cho khách. Với trang thiết bị nhà xưởng hiện đại, chiếc máy nhanh chóng được đưa lên xe. Xuất phát từ nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Phố Núi A, Hưng Yên, đến khoảng 8 giờ, máy Đông Phương đã đến địa phận huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Với địa hình thuận lợi và rộng rãi tại nhà khách, chiếc máy CNC địch gỗ 22256 đầu dễ dàng được đưa vào địa điểm đặt máy. Nhân viên kỹ thuật của Đông Phương khẩn trương tiến hành các bước hoàn chỉnh máy, đưa vào test thử mẫu. Mời anh chị cùng xem chiếc máy hoạt động. Máy CNC khắc gỗ của Đông Phương được bảo hành 3 năm phần cơ khí, 1 năm phần điện. Mọi linh kiện được đổi mới trong quá trình bảo hành. Anh chị mua máy sẽ được chuyển giao công nghệ miễn phí đến khi thành thạo. Công ty hỗ trợ chuyển giao máy tại nhà thêm 3 ngày. Ngoài ra, anh chị được tặng kho mẫu với hơn 5.000 file mẫu CNC được khắc đẹp, sẽ giúp anh chị tiết kiệm thời gian và linh hoạt sản xuất. Nếu anh chị có nhu cầu tìm hiểu máy CNC 22256 đầu như gia đình anh Hưng hay các dòng máy CNC khắc gỗ, liên hệ với Đông Phương qua hotline 0968 68 9988 hoặc 0383 669 966. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.